Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Cherry, bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Và phần này là phần cuối, chúng tôi gửi đến quý vị những bản tin trong phần cuối ngày hôm nay. Nhiều người ta lên trên mạng khi mà người ta xem những cái video trực tiếp á, những cái đài truyền thông của Mỹ chiếu về cái cơn bão mà Milton với lại cái cơn bão Helene trong những ngày tháng vừa qua. Người ta đặt một cái câu hỏi, nhất là những cái cư dân ở tiểu bang California, người ta hỏi rằng là ủa là liệu tiểu bang của chúng ta có bao giờ có những cái cơn bão đó hay không? Chúng ta thấy rằng cơn bão Helene cũng như cơn bão Milton, nhất là Helene là một trong những cái cơn bão nó đã gây ra cái thiệt hại về người, tính đến ngày hôm qua là đến 395 người đã bị thiệt mạng trong cái cơn bão này. Chúng ta nghĩ rằng là nếu như một cái cơn bão nó mạnh như cái cơn bão Katrina hoặc là cơn bão Helene nó ập vào cái tiểu bang California của chúng mình thì mình sẽ như thế nào? Như quý vị cũng đã biết thì California là một trong những cái tiểu bang, gọi là chị Lan dùng từ signature và chúng tôi cũng vẫn hay dùng cái từ vui đó, có nghĩa là signature cũng gọi là đặc sản của California về vấn đề là động đất. Khi mà nhắc đến California là động đất và cháy rừng. Và liệu tiểu bang California chúng ta sẽ có bao giờ đối diện với lại một cái cơn bão lớn đó hay không? Thưa quý vị, những cái báo cáo mà của một cái cơ quan đó là Mindset, người ta đưa ra cảnh báo cho chúng ta về nhiều cái vấn đề biến động của thiên nhiên nó gây ảnh hưởng đến California, đó là động đất trước khi mà chúng ta cảm thấy nó rung chuyển và nhiều cái vấn đề liên quan đến cháy rừng. Nhưng nếu như mà California chúng ta đối diện với một cái cơn bão như vậy thì liệu rằng là chúng ta sơ tán và chúng ta tìm các điểm an toàn nó như thế nào? Theo cơ quan báo bão của California đó, mặc dù độ ẩm nhiệt đới không phổ biến khi mà nó đến California, những cái cơn bão đó, nhưng mà nhiều người chúng ta thắc mắc rằng là nếu như mà cơn bão này nó đổ bộ, nó đi vào trong cái bờ Tây của Hoa Kỳ ở California thì chúng ta sẽ quan tâm đến những cơn bão đó như thế nào, chúng ta phải ứng phó như thế nào. Nếu điều đó xảy ra thì một cái nhà khí tượng học đó là Chris Dose, ông nói rằng là Nam California là một trong những cái khu vực duy nhất của bờ biển Thái Bình Dương ở Lower 48 có thể là chứng kiến một trong những cái cơn bão nhiệt đới hoặc là những cái cơn bão nó đi vào đất liền từ phía đông ở miệt bên Thái Bình Dương. Mặc dù ngày tháng có vẻ xa vời, có nghĩa là chúng ta sẽ chưa chắc là chúng ta sẽ có những cái cơn bão như vậy, nhưng một cơn bão nhiệt đới nó cũng đã từng đổ vào dọc theo bờ biển của California tại thành phố biển là Long Beach vào năm 1939. Một cái cơn bão nó vào bờ vào năm 1858 và gây ra thiệt hại đáng kể trên diện rộng cũng ở thành phố biển San Diego. Và gần đây thưa quý vị, vào năm 2023 thì cũng có một cái cơn bão nhiệt đới là chúng ta biết đến cái tên là Hilary đã đổ vào California gây ra lũ lụt. Và những cái lượng mưa chưa từng có và gió dữ dội đã gây ra những cái thiệt hại nghiêm trọng, đòi hỏi những cái công tác cứu hộ ở cái tiểu bang California cũng đã phải là chuẩn bị sẵn sàng cho những gì nó đã xảy ra tại cái cơn bão Hilary mà chúng ta đã đối diện trong quá khứ. Nhắc đến cái vấn đề mà cái bão mà Hilary nó đã đổ vào California trong những cái năm vừa qua đó, thì thời điểm đó các trường học cũng phải đóng cửa, những cái chuyến bay cũng đã bị hủy, rồi những cái lệnh sơ tán lớn cũng đã được ban hành cho một số cộng đồng địa phương ở chung quanh cái khu vực tâm bão. Tuy nhiên mặc dù là nó không hoàn toàn, nó xảy ra, nó nghiêm trọng giống như những cái bão như là Helene hay là Katrina mà chúng ta thấy trong quá khứ ở những cái tiểu bang khác. Nhưng chúng ta cũng phải gọi là chuẩn bị tinh thần để mà chúng ta đón một cái cơn bão, chúng ta đối diện với một cái cơn bão đủ mạnh trên cái vùng biển lạnh giá ở Thái Bình Dương. Nó có thể là nó mang theo những cái vấn đề liên quan đến là sóng cao, rồi những lũ lụt ở những cái cư dân địa phương sát ngay cái cạnh bờ biển. Và nhiều cái điều nó đã xảy ra, nhiều cái cơn bão nó đã không xảy ra trong hơn 150 năm qua. Trước đây 150 năm thì tiểu bang California cũng đã từng đối diện với những cơn bão lớn như vậy như là cơn bão Helene. Nhưng mà suốt thời gian vừa rồi thì là chúng ta không bao giờ chúng ta có nhận được một cái cơn bão mà nó lớn như vậy, chỉ là những cái cơn bão nhiệt đới nó gây ảnh hưởng như là mưa hoặc là gió lớn, nó gây ngã cây, ngã cối này nọ và gây sóng cao ở một cái số khu vực gần biển mà phía bên Thái Bình Dương mà thôi. Thành ra nếu như mà quý vị nào chúng ta đang ở tiểu bang California thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, bởi vì cái vấn đề mà bão mà lớn giống như cái cơn bão Helene nó gây ngập lụt, hay là nó gây tàn phá lớn trên cái diện rộng như vậy thì nó khó có khả năng xảy ra ở California. Nó chỉ xảy ra ở cái vùng biển, những cái vùng biển mà San Diego hay là những cái miệt mà gần ngay sát biển thôi. Nhưng mà đó chỉ là những cái cơn bão nhiệt đới, nó cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà để mà trầm trọng như cơn bão mà Helene thì nó sẽ không đến nỗi như vậy. Chúng ta chỉ có động đất. Chỉ có động đất và cháy rừng. Chúng ta chỉ có động đất và cháy rừng. Thưa quý vị, con người của mình á, cơ thể của chúng ta đó cần có chất điện giải. Nghe chất điện giải, người mà cần có chất điện thì chất điện giải là cái gì? Và chúng ta phải ăn cái gì, phải uống cái gì để có cái chất điện giải ở trong người. Nghe không biết là Lê Thái có bao giờ nghe cái chất điện giải ở trong người chúng ta chưa? Và vì sao mà bây giờ phải đề cập đến cái chuyện này? Và cái ngành mà sản xuất ra những cái gọi là bột điện giải á, là bột chất điện giải đó, mỗi năm như vậy, ví dụ như trong năm 2023, cái ngành đó không sản xuất ra, họ thu về gần cả 30 mấy tỷ đô la. Và năm nay á, hy vọng là hơn 40 mấy tỷ đô la chỉ là sản xuất ra cái bột mà bỏ vô nước quậy lên uống á. Trước hết người ta nói là mình cần phải hiểu cái chất điện giải ở trong người của mình nó là cái gì, tại sao là nó rất là quan trọng trong cái cơ thể của chúng ta, nó quan trọng ra làm sao và như thế nào. Thì chất điện giải là nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó điều hòa huyết áp, cái chức năng tim, nó duy trì cân bằng cái chất lỏng ở trong cơ thể, có nghĩa là giúp cho cái chúng ta đủ nước, nó hỗ trợ chức năng của cái thần kinh, nói chung là như vậy. Thì cái chất chính ở trong cái chất điện giải á, nó có natri, có kali và magie, đó là chính là như vậy. Khi mà người chúng ta mà nó không có đủ chất điện giải á, thì khi mà quý vị thấy mà tự nhiên mình bị gọi là chuột rút á, đó là lúc mà người chúng ta nó bị thiếu. Rồi khi nào nữa người mà khi mà mình chạy hay là mình hoạt động thể thao nhiều á, người mình nó toát mồ hôi ra. Mình nếu như mà người mình nó không có đủ cái chất điện giải, mình không có cung cấp đủ nước, thì cái lúc đó mình sẽ cảm thấy là mình bị mệt, hay là mình bị, có nhiều người á, bắt đầu bị đau đầu, hoặc là người ta gọi là cái cơ thể mình bị lú lẫn hoặc là nhịp tim không đều. Cái lúc đó là người mình nó bị thiếu, mà nếu mà mình bị bổ sung không có kịp đó, nó có thể là nó dẫn đến rất là nhiều những cái nguy cơ, gọi là người ta kêu là hạ natri máu, vân vân. Thì bình thường chúng ta có cần phải là gọi là bổ sung cái chất điện giải, chúng ta có cần phải mua mấy cái bột đó về giống chúng ta quậy lên chúng ta uống hay không? Thì người ta nói là không, bình thường chúng ta không có cần. Hoặc là nếu mà người chúng ta mà dư cái chất điện giải đó thì nó cũng nguy hiểm. Khi mà dư, ví dụ như là gọi là dư natri ở trong máu á, chúng ta sẽ thấy cái người chúng ta nó bị sưng lên á, là lúc đó là nó dư, là cũng không có tốt. Thì bình thường chúng ta, nhiều người nói là người đó hay bị vập bẻ nhiều, hay là người đó bị chuột rút, thì người ta hay gọi mình mua chuối về mình ăn. Mỗi ngày hay là một tuần nên ăn vài trái chuối, điều đó là tốt. Hay là ăn dưa hấu, hay là ăn trái bơ, avocado, hay là uống nước dừa, hay là ăn khoai lang, ăn da ua, hay ăn cam. Thì tất cả những cái đó gọi là trong cái đó là chất điện giải, nó có trong tự nhiên. Nhưng mà khi chúng ta tập thể thao, chúng ta chạy mà mồ hôi chúng ta toát ra nhiều, hay là ngay cả khi bây giờ chúng ta không tập thể thao nhưng mà đi ra ngoài làm việc trời nóng, ví dụ như vừa rồi mà nguyên một cái team của Little Saigon TV ra quay cái chương trình Trung Thu ở ngoài nắng nóng như vậy đó, nguyên một cái đội như vậy phải chuẩn bị cái gọi là cái nước mà để khuấy ra cái chất nước đó, trong đó có cái chất điện giải đó, là cái bột đó phải khuấy lên. Thì cái bột đó người ta phải bỏ những cái chất, nước này nó khác với lại cái nước tăng lực, nó khác hoàn toàn. Thì trong đó nó có những cái thành phần người ta gọi là chất điện giải, bỏ vô quậy với một cái lượng nước vừa đủ, người ta uống vào liền để cho nó giúp làm sao để cân bằng được cái chất điện giải, thì cái con người mình nó khỏe lại. Chứ nếu không á, nó hạ cái natri đó là mình thấy bắt đầu là lơ mơ, rồi cái người mình nó sẽ bị huyết áp nó tụt xuống, rồi nó sẽ rất là mệt. Thì không phải cần thiết đến lúc mà chúng ta chạy bộ đường dài nhiều, mồ hôi toát ra, mà khi trong cái điều kiện mà nóng quá, mệt quá thì chúng ta cũng cần phải uống. Cái này nó khác hẳn với lại cái nước tăng lực mà cái gì bò hút bò cụm gì nha quý vị. Cho nên là có lúc mình phải suy nghĩ mình đang uống cái gì, nó ra làm sao, khi nào thì mình cần phải uống thêm cái chất đó để bổ sung cho cơ thể, khi nào thì mình cần trong cái đồ ăn thức uống hàng ngày. Thì đây là những cái kiến thức trong cái đời sống hàng ngày mà chúng ta cần phải biết. Cảm ơn Lê Thái đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Hai tuần tới. Và sau Cà Phê Sáng sẽ là Thời sự thế giới với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng này để theo dõi tất cả các chương trình thường lệ của đài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần vào ngày mai.